Nghĩa tranh bọc ốc nhà khi cầm hống, bàn ác an tha bộ kê bàn bật đâng cả nây ni tư tổ là ca xa chứ thông mây làng vĩnh, đóng bay tia lũy, chiêng mập hay liệt đô la, mọc vĩnh, đòi xâm an tha mà chắc bị phục, đầy mì rục ni, mình pro bông bình, kết tập cách xong lùi bộ kê vĩnh tam cách xân nhà, kào chanh bị bôn tên yê kì, ốc nhà, khi cầm hống, rồi bàn xa mặt ta kết chập luôn ông lông khai xây hà cho năm bí bọn mà phải bấy. Còn bí bố rọt nơi khách công bố tràn bọn nẹ rồi bàn đã bị bần đấng. Đói chọt tha ốc nhà rục nỉ, bàn bọc vụ kế. Chiêng bàm bây bọn nẹ có nông tùm hôm tức bạc bảo hai chiếng mà phải liền đô la. Bọn tái, ốc nhà rục nỉ rồi bàn đọt lên. Ôi nơi khai không bần đọc à xoan vĩnh, nơi ông lông khai vật chắc ca cho năm bí bọn mà phải bấy. Bốn, cứ buôn khai bằng tòa bị chập luôn. Bảo tám, à tệ thệ chuẩn, nhẹ tranh báo, gạo tranh bị bôn tên nhiên kì ốc nhà hi cầm hống, mà chắc rộng hôn bị phục đầy mì rục ní, bán sân gia xong bạc kê chập bị đam khai mẹ gà cho năm bị bôn mà phây buôn tớ. Bần tài thá, chương bây khai tớ ní, miền à tệ thệ chuẩn tích tuột bông phót đại trợ bán ốc nhà rục ní, xong lùi đám, chương môi phị rôi khai tài đòi lái. Chân rộng cổ sơ tên ớ, mình tự tù bàn bạc đám, đôi ca sân gia tê. Cô rốt mà nẹ tiết, đại ác áng thá, bàn tranh bọc lùi ớ pram mơ đô la, cư lột, ướn, sọc phía. Bàn ở đằng nơi thương ngay tìm mà phây bà mùi mịn nia nỉ thá. Vô kê chỉ tràn mình trợ bàn ốc nhà khi cầm hông tu tuật bạc ớ quên tam ca sân gia tê. Lột mình chạy thả, ốc nhà rục ní, chạy tay sông. Bần dịp bê xóng, mặt đoàn hai mặt đoàn tiệt đại thua ai bộ quạt, ọt chùm nứa, tớp xâm ra chật, ruộng khỉa đã bị mặt đấng thơm mây tiệt. Tớ tổ là ca bị thích ngay tìm đọc bì khai công phẹ, đồng bây chùm rồi ai mà chắc cồng hôn, bị phục đầy miệng nỉ bông bình, cắt ta bắt cách xóng lôi bộ quạt vình. Nhưng như thế, cồng hôn cứ cho bảo, cứ chưa bao từng lúc chết đó bà chưa bà đọt. Thế ra mà đo hai đo tiêm, đo hai đo tiêm cư vì ổn minh đầm nó trai đó ra bằng chìa bà đọt. Chẳng cư bộ nhóm cư bàn đạp việc bà đang cho tình là cá, còn đối chìa việc bà đang cho tình là đi tình đi rồi giấy. Đầm bây ơi, sắp chui đó sẽ đại ảo. Bà tám, lúc ươn sổ phía, bộ rốt đài rong cửa đòi ốc nhà khi cầm hống, miên chiêng bàm bây bọn cửa xà. Bị bần đấng, chỉ thông mây ni lột thá, mình ác tôi tua dột xâm ná, xong bần dịp bê ni, tiệt lái, đòi thá bộ rốt rong cửa phía trán, sất tay chúng bẹt bông nol, mình ác rong chấm, xâm nông rồi hột đọc hai cành nhà khang mục lời. Cả xa nào xong phì bộ chạch trăm, mà dồn chạch chạch trăm của ọt bàn, do mà tiết bọn ơi, phương một con tra, hai sắp đoàn lạc ọt bàn, hai cô bật dịp bê, xong lên bọn là hột đọc hai phẩm buôn, bàn bàn cặp đám bọn tiệt. Và sân chí bà dưới bê tất đo khai bà bốn cho à tê đi chung lạc đại gọt thần chê tình yêu kia dùm rô xì chung mừng trọng bốn mặt đạch hùa bài phố. Thôi chẳng nên trọng bốn cứ ọt ơi, ọt vì ọt ta bị khai bốn phi phoan mà phải bày. Đôi khí nha nịch đáy, lục ý lý, có ác an tha mà chắc rộng hôn nỉ, bàn sna xong bần dưới bê, chỉ tràn lực tràn xa bần tái, mân miên lật tập hò tòa tài sở. Lục tha bịa mân đăng nút, bộ quạt bàn bật đăng tư tổ la cá, ỏi rập ốc trọp xâm bật. Lụa lấy lóng, đám bây dục lôi mặc xong bụi quạt đai cổng bổng, rồi chôm nâng bùm nol hoàn cổ. Chẳng ai còn dũng, chẳng ai còn, bà ta còn ơ hay lý nhấn, đừng ơ mà ngay, còn khẹp tam thỏa ngay, còn lụa thọp nâng tu tọt xong ba đồ mán, ấy bà mán, dưỡng ở sâu khăn quanh mà còn là họ dù họ là những thừa ơi tụi ơi dưỡng căn là một bè. Vì ổ đi, mình ác tiện tổng, tổ là ca đám bây xong phần dốl, chung quanh bị thiền, lơ mà chắc rộng hôn bị phục đầy miệt chung vĩnh, mình đăng tiêm tỉa, chứ thơ mây tiết rô ba á tệ tế chôn nì bàn tế. Hỏi nì dụ, tổ tù bần tục kịch ca khlô mơ sất mân đủ, nây ông ca, lì ca đố, lục ông xong ạt, nì dây thá, ca bần dịp bê đọc sáy. Phở bạc bò thuôn thung ngô nâng thịa tên lỡ, rồi chia bò rọt đài cổng bổng, rồi chống, nâng banh hạ bòm nol, đài lục trong khơi miên cá, vun lươn đâm nọt sáy. Cả là mấy cái gì, dưỡng khát cổng bước trong khơi nhà việc gì đẹp đẹp bò, ta không mấy đọt sáy, cái mùi xin nhé, nằm bầy gì đâu, đọt sáy là mối nhà hạt tập đu nhiều, bán hơi miên cá, tập đọt sáy đu, vì nhà thấu, thì cổng tập xuống đẹp đẹp bò, nằm bầy ở trên đọt sáy. Ốc
nhà khi cầm hống nâng ông kẻ đọc bầy nẹ tiệt trở bàn chập luôn nơi thứ ngày tiệp rộng phí khai xây hà cho năm phí bọn mà phầy bấy vẻ bọn bọt cho bào bộ ruột bầm bầy bọn nẹ nâng trở bàn đọc lên ở nơi kẻ không mình đọc ác xón vinh nơi thứ ngày tiệp mà phầy bầy khai với chất cả cho năm phí bọn mà phầy bấy bố cứ chất buôn khai bàn tọp nông ca nô cô ba khai công bột ba đại đăng thá kết trâm thang ngay tiếp rộng buôn khai xây hà cho năm bì bọn mà phẩy bấy rồi chia bố rốt nơ khai công bột bàn bật đăng ốc nhà hi cầm hống á à kẹt ni dụ krom hồn bì phục đầy bìa chùm nuốn mùi bón mùi rồi prám bận đăng kết chít tắc bạ chiêng mà phẩy mùi liên đô la và nhà hà đôi khí niên ní bố rốt chan bón nẹ tiết công phong bởi chồng nâng vị bật bóng nol thông ngôn thông ngô đáy đáy phụ kê tranh bọc ốc nhá chia xa rón mà chắc rộng hôn chia xa rón cực rộng xì lờ bì xay ạ cho nạ trọp trở bàn chập luôn ông long khai mê xa cho năm bì bọn mà phẩy bấy vẹ bọn ca cho bọc bộ rọt bì bọn buôn rồi học sập mùi cổ xá sập tắc bạ chật sai sập liền đô la ạ à đất ốc nhá lên chăn lá đại miên chân rong cửa chiếng rằm bì bọn nẹ khăn nông tùm hôm tật bạc rộp sập liền đô la đổi khỉa. Niên khỉ nhóm, đề đi cá, VOD.